giá nó xuôi hơn. Đâu, chữ ấy chứ, tôi về nhắc lại tên tôi. Xa quê hương mấy chục năm rồi, tôi đi tiêu hết một thời thanh xuân. Bây giờ dừng lại bước chân, trở về tôi đứng tần ngần với quê. Tần ngần tôi đứng dưới lá ơi, ấy mây đê đứng giữa đê, đứng giữa triền đê, đứng ngắm mi cũng có ngắm dòng sông ý đuống mà tái tê lòng tôi. Bao năm nước chảy xuôi xuôi dòng dòng trôi, đâu bóng dáng cô lái đò ngày xưa. Tìm về nơi tôi cùng bạn đi là ơi ấy mây châu, nơi cùng bạn ơi châu chăn bò chăn trâu, nơi có cánh nhĩ cũng có cánh đồng. Đồng ý lúa cánh cỏ trao nghiêng, lương cày in bóng dáng của cha. Nhớ chị đem cơm đồng xa, tôi quét dừa đống rơm trốn tìm và tìm nhau. Cùng trời tôi đi phiêu dạt đi lá ơi, khắp mi đó đây phiêu dạt đây, khắp đó cùng đây nên tên gọi cũng có của mình. Như bỏ rớt đi bỏ rơi tôi đi lang thang giữa làng rớt rơi, tôi ngậm ngài một đời đi tìm vàng chưa thôi. Tìm về tôi nhận lại là ơi ấy mây tên, nhận lại tên, nhận lại tên tôi, cái tên gọi xưng cháu con tiên rồng. Thỏa mong ước nghi của mẹ cha tôi đi xa từ lâu, dân làng tóc pha sương giữ đến nay vẫn chưa phai mờ là dòng thế. Chỉ còn đây anh mặt ni là ơi ấy mây nguyên vẫn đi vẹn nguyên nụ cười vẹn nguyên đi mấy chục nghĩa cũng có nghìn ngày. Chỉ mong được xuống bảy hôm nay dưng dưng tôi về đây tìm lại hương vị quê, bưng bát cơm nhớ bao đồng đội chẳng về cùng tôi. Ở trong bài thơ của chú là đi 21.000 ngày đúng không? Ừ. Có số cụ thể nên mình có rồi, thể rồi. Mình sẽ đổi thành mấy chục ngày đúng để bớt lượng hóa thì đúng rồi, đúng rồi, thái quát thái quát mà. Đấy, cái chữ tìm có cần phải đổi này trở thành chữ thành chữ sở không ạ?
chứ tìm thì nó xuôi hơn. Đâu, chữ ấy chứ, tôi về nhắc lại tên tôi.